là mày, mà dạo gần đây tớ hay áp dụng phương pháp này là do tớ tự bịa ra, nhưng nó dựa trên một số nguyên tắc hình học, ví dụ như là đường vuông góc, đường song song. Nói chung là toàn kiến thức hình học cấp 2 thôi, nhưng các cậu sẽ áp dụng nó vào để kẻ lông mày một cách bài bản sao cho hai bên trông gần giống nhau nhất có thể. Tớ hy vọng là phương pháp này sẽ giúp ích được cho nhiều bạn đang vật lộn ngoài kia với việc kẻ lông mày. Bởi vì như một câu trích dẫn mà tớ rất thích: đừng bao giờ nghe lời khuyên cuộc sống từ một người có hàng lông mày lộn xộn, trừ cái nhà hiền triết. Anyway, bắt đầu thôi. Ba sản phẩm mà tớ sử dụng trong video này gồm một con dao cạo lông mày mà các cậu đã thấy trong video tớ kẻ lông mày như thế nào lần trước. Thứ hai là cây chỉ kẻ mày tớ mua ở Daiso với giá 80.000 nhưng hoàn thành rất tốt công việc, ngoại trừ hơi nhanh trôi một tí. Nhưng các cậu hoàn toàn có thể cố định nó với kem lót mắt. Và thứ ba đó là cây Elf Eyebrow Treat and Tame, là cây mascara lông mày mà tớ đã tin dùng suốt một thời gian dài. Nhưng trước khi đi vào phần kẻ lông mày thì một phần quan trọng hơn rất nhiều và quyết định toàn bộ cả cái video này, đó là định khuôn lông mày. Việc định khuôn lông mày sẽ giúp cho các cậu tỉa lông mày một cách có định hướng hơn rất là nhiều. Và có thể là trong khuôn khổ video này thì tớ sẽ nói không được rõ cho lắm, cho nên là nếu bạn nào thích đọc hơn thì có thể lên blog của tớ. Tớ sẽ đăng một bài viết có kèm hình minh họa chi tiết về cách định khuôn lông mày theo lý thuyết mà tớ tự nghĩ ra, nhưng nó có hiệu quả với tớ và hy vọng là sẽ có hiệu quả với cả các cậu nữa. Đầu tiên tớ sẽ hướng dẫn các cậu cách định khuôn lông mày để tỉa cho gọn gàng hơn. Có 3 điểm mốc mà chúng ta cần phải xác định, đó là điểm đầu, điểm gấp khúc và điểm đuôi của lông mày. Để xác định điểm đầu thì các cậu cần quan sát gương mặt của mình, xem trước mũi của mình có cánh mũi to hay là nhỏ. Nếu cánh mũi của các cậu nhỏ thì các cậu có thể đơn giản là gióng một đường vuông góc với mặt đất từ cánh mũi lên đầu lông mày và chúng ta sẽ có một điểm xác định. Tuy nhiên với những bạn có cánh mũi rất là to như tớ thì tớ khuyên là các cậu hãy sử dụng đầu mũi để làm cách xác định. Chúng ta thay vì ở bên ngoài này thì chúng ta sẽ dịch vào đây và cũng gióng một đường vuông góc với mặt đất. Đánh dấu ở đây một phát rồi đã. Tương tự với bên này. Điểm thứ hai mà chúng ta cần xác định đó là điểm gấp khúc. Ở điểm gấp khúc thì dù là mũi to hay nhỏ thì các cậu cũng nên bắt đầu từ phía khóe mũi. Và chúng ta sẽ nối một đường thẳng tưởng tượng từ khóe mũi lên giữa mắt như thế này. Còn điểm đuôi thì chúng ta sẽ nối từ khóe mũi lên đuôi mắt. Và đây chính là 3 điểm mốc để chúng ta có thể xác định được khuôn lông mày. Tuy nhiên nếu chỉ dừng ở mức độ này thì độ cong của lông mày của chúng ta vẫn chưa xác định được. Vì vậy tớ sử dụng một cái hệ quy chiếu, đó chính là mắt của chúng ta, để xác định được độ cong của lông mày ôm theo được đường khóc mắt phía trên. Từ đây thì chúng ta sẽ chuyển sang dùng dao cạo lông mày luôn. Các cậu cần quan sát đôi mắt của mình ở điểm chính giữa của mí mắt trên, cũng tức là điểm cao nhất, thì càng đi vào trong nó sẽ xuôi theo một cái đường thẳng dốc, và chúng ta sẽ dùng cái lưỡi dao cạo của mình đặt một cách cực kỳ nhẹ nhàng vào cái đường thẳng đó. Đây là đường thẳng mà chúng ta đang cần tìm. Nhớ là nhẹ tay thôi, nếu không xoay một phát là các cậu đi luôn cả mi đấy nhá. Và chúng ta sẽ di chuyển dần lên đường thẳng phía dưới của hàng lông mày của chúng ta. Đặt cái lưỡi dao nghiêng với da của chúng ta một góc 45 độ. Sau đó thì chúng ta sẽ gạt theo một cái đường chéo ngược với cái chiều lông mọc. Tương tự như vậy đối với đường đuôi của chân mày thì chúng ta sẽ lại đặt cái con dao vào cái đường thẳng đi qua điểm cao nhất của mắt, xuôi ra đuôi mắt như thế này, di chuyển lên trên, đặt cái đầu dao vào cái đường mà chúng ta đã vạch ra lúc nãy này, nghiêng một góc 45 độ so với da, rồi gạt xuống ngược theo chiều lông mọc.
đối với đường phía trên của lông mày thì chúng ta sẽ di chuyển lên trên để cho nó song song, nhưng lần này chúng ta sẽ ngửa mũi dao lên và vẫn gạt theo ngược chiều lông mọc. Còn đối với đường phía ngoài thì chúng ta sẽ gạt theo cái đường thẳng nối từ điểm cao nhất của lông mày đến điểm đuôi. Là đường này. Vậy là ca phẫu thuật lông mày của chúng ta đã hoàn thành. Bây giờ thì tớ sẽ rửa mặt và quay lại với các cậu sau khi đã trang điểm tử tế nhé. Thì bắt đầu kẻ lông mày thì tớ sẽ chải một chút để cho các sợi lông mày vào nếp. Loại chì tớ sử dụng là một cây chì rẻ tiền mua ở Daiso, nhưng mà tớ rất thích nó bởi vì nó có màu xám. Và tớ nhận thấy là với những bạn có màu tóc đen như tớ thì sử dụng một cây chì kẻ mắt có màu xám trông sẽ tự nhiên hơn là những màu nâu, nâu đỏ hay thậm chí là nâu vàng. Như lúc nãy thì tớ sẽ áp cây chì kẻ mắt vào phần đuôi mắt này, sau đó di chuyển lên trên, rồi chúng ta sẽ kẻ đường đuôi ở phía dưới như thế này. Rồi chúng ta sẽ nối cái đường bên trên. Luôn luôn bắt đầu phần đuôi trước. Chúng ta sẽ kẻ một đường phía dưới này. Bởi vì chúng ta đã tỉa lông mày sẵn rồi, cho nên cái đường này rất là rõ. Và chúng ta chỉ cần men heo là được. Sau đó lại kẻ tiếp một đường phía trên. Và lông mày chúng ta sẽ trông như thế này. Đối với cái phong cách kẻ lông mày tự nhiên thì chúng ta sẽ dừng lại việc tô vẽ ở đây và sẽ sử dụng cái đầu chổi tán để tán từ ngoài vào trong, làm nhòe cái đường khung đi, nhưng vẫn để nguyên phần đuôi để không làm giảm độ sắc nét của nó nhé. Như các cậu có thể thấy là phần đầu lông mày của tớ vẫn hơi bị thiếu, cho nên tớ sẽ làm như lúc nãy là gióng từ đầu mũi lên, chấm một đường thật là mờ để đánh dấu. Sau đó thì tớ sẽ kẻ vài đường như thể là mông, như thể là lông mọc lên ở đây. Rồi tán một chút để làm mờ đi. Và chúng ta sẽ làm tương tự với bên còn lại. Nếu lông mày các cậu thuộc dạng thưa thì có thể sử dụng cái đầu chì này để phẩy những cái đường như kiểu lông mọc, rồi sau đó sử dụng chổi để tán ra, trông cho nó tự nhiên hơn. Cũng tức là một hình thức tô màu cho lông mày. Nhưng bởi vì lông mày của tớ cũng tương đối là rậm rồi nên tớ chỉ phải tắt chóc chỗ này chỗ nọ là xong. Vào mùa hè thì các cậu nên sử dụng thêm một loại gel mascara lông mày để có thể cố định được vị trí của lông mày. Ngoài ra thì loại tớ sử dụng của ELF có màu nâu nhạt giúp trung hòa được màu xám đang khá là đậm trên lông mày của tớ. Tớ hy vọng là các cậu có thể tìm được thông tin hữu ích sau khi xem video này. Và như tớ đã nói thì đây chỉ là dáng lông mày tự nhiên thôi. Và
có thể là có những bạn thích dáng lông mày ngang hơn hoặc là dáng lông mày xách hơn một chút cho là cá tính. Thì nếu các cậu thích thì có thể comment ở dưới để tớ làm các video hướng dẫn cho các kiểu lông mày như vậy sau nhá. Còn đối với video này thì tớ rất hy vọng là những bạn mà chưa tìm được dáng lông mày phù hợp với bản thân, ví dụ như là cái lông mày ngang trông giống hai con sâu giống, hoặc cái lông mày quá xách thì trông quá là ác, thì có thể thử cái kiểu lông mày này và trông vẫn có một cái gì đó góc cạnh nhưng mà không quá dữ dằn. Nếu các cậu thích video này thì hãy nhấn nút like. Còn nếu các cậu chưa theo dõi kênh của tớ thì các cậu biết phải làm gì rồi đấy. Nhấn cái nút subscribe rồi đi. Ngay vào luôn. Đùa thôi. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Yeah!